Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Qua ngày sau, Giê-ru-ba-anh tức là Gê-đê-ôn và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Ha-rốt. Dinh của Ma-đi-an ở phía bắc về lối nổng Mô-rê trong chủng. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu. E Israel đối cùng ta tự khoe mà rằng: tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe: ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Ga-la-át? 22,000 người bèn trở về, còn 10,000 người ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng nó khá đi với ngươi, thì nó sẽ đi theo ngươi. Còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng nó chớ đi với ngươi, thì kẻ đó không đi. Vậy người biểu dân sự xuống mé nước. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống. Bây giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gê-đê-ôn rằng: ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình. Gê-đê-ôn cho cả người Israel ai trở về trại nấy, nhưng giữ lại 300 người kia. Chúng lấy lương thực và cây kèn trong tay, vả dinh Ma-đi-an ở thân dưới người tại trong chủng. Sải trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: hãy trỗi dậy, đi xuống hãm dinh Ma-đi-an, vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó, thì hãy đi xuống đó với Phu-ra đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gê-đê-ôn đi xuống cùng Phu-ra đầy tớ mình đến gần nơi lính canh ở đầu dinh. Vả dân Ma-đi-an, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra trong chủng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào cát nơi bờ biển. Trong lúc Gê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng: này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: đó nào khác hơn là gươm của Gê-đê-ôn con trai Giô-ách người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người. Khi Gê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn điềm đó, thì thờ lại Đức Chúa Trời, rồi trở về trại quân Israel mà rằng: hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi. Đoạn, người chia 300 người làm 3 đội, phát cho mỗi tên những kèn, bình không và đuốc ở trong bình mà dặn rằng: hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Khi ta và những kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi cũng sẽ thổi kèn ở khắp xung quanh trại quân và reo lên rằng: vì Đức Giê-hô-va và vì Gê-đê-ôn. Gê-đê-ôn và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bây giờ
ba đội quân thổi kèn và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi. Đoạn cất tiếng reo lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gê-đê-ôn. Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy. Cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn, và khắp trại quân Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người, chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Bê-si-ta, về hướng Sê-rê-ra, cho đến bờ cõi A-bên-mê-hô-la gần Ta-bát. Người Israel, tức những người chi phái Nephtali, A-xe và Ma-na-xe, hiệp lại mà đuổi theo dân Ma-đi-an. Bây giờ Gê-đê-ôn sai sứ vào khắp núi Ê-phra-im đặng nói rằng: hãy xuống đón dân Ma-đi-an, chặn đường chúng nó qua sông cho đến Bết-ba-ra và các chỗ cạn của Giô-đan. Vậy các người Ê-phra-im hiệp lại chiếm các bến cho đến Bết-ba-ra cùng những chỗ cạn của Giô-đan. Chúng cũng bắt được hai quan trưởng của dân Ma-đi-an là Ô-rép và Sê-ép, giết Ô-rép tại nơi hòn đá Ô-rép và Sê-ép tại nơi máy ép rượu Sê-ép. Đoạn họ đuổi theo dân Ma-đi-an cùng đem đầu Ô-rép và đầu Sê-ép đến Gê-đê-ôn ở phía bên kia sông Giô-đan. Chương 8. Người Ê-phra-im bèn nói cùng Gê-đê-ôn rằng: vì sao ông đã đãi chúng tôi như vậy? Khi ông đi giao chiến cùng dân Ma-đi-an, sao không gọi chúng tôi đi với? Chúng cãi cùng người cách dữ dội. Nhưng người đáp cùng chúng rằng: sánh với anh em, tôi há có làm được điều chi? Sự mót nho của Ê-phra-im há chẳng hơn mùa gặt nho của A-bi-ê-xe sao? Đức Chúa Trời đã phó Ô-rép và Sê-ép là hai quan trưởng dân Ma-đi-an vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có làm được điều gì? Khi người nói lời ấy rồi, cơn giận của chúng bèn nguôi. Gê-đê-ôn đi tới sông Giô-đanh, sang qua cùng 300 người đồng theo mình. Dẫu mệt nhọc, họ cũng cứ rượt theo quân nghịch. Người bèn nói cùng dân Su-cốt rằng: ta xin các ngươi hãy cấp một vài ổ bánh cho dân theo ta, vì chúng mệt nhọc. Ta đang đuổi theo Sê-bách và Sanh-mu-na, hai vua Ma-đi-an. Nhưng các quan trưởng Su-cốt đáp rằng: chớ thì ông đã cầm nơi tay mình cườm tay của Sê-bách và Sanh-mu-na chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho đạo binh ông. Gê-đê-ôn la lên rằng: thế thì khi Đức Giê-hô-va đã phó Sê-bách và Sanh-mu-na vào tay ta, ta sẽ lấy chông đồng vắng và nhánh gai mà đánh thịt các ngươi. Từ đó người đi lên đến Phê-nu-ên và cũng nói một cách ấy với dân Phê-nu-ên. Dân Phê-nu-ên đáp cùng người y như dân Su-cốt đã đáp. Vậy người cũng nói với dân Phê-nu-ên rằng: khi ta trở về bình an, ắt sẽ phá hủy cái tháp này. Sê-bách và Sanh-mu-na ở tại Cạc-cô với quân binh mình số chừng 15.000 người, là kẻ còn sót lại trong đạo binh của các người phương Đông, vì 120.000 người có tài cầm gươm đã bị giết. Gê-đê-ôn đi lên theo đường của những dân ở dưới trại, tại hướng đông Nô-bách và Dô-bê-ha, đánh bại đạo binh vẫn tưởng rằng mình bình an vô sự. Khi Sê-bách và Sanh-mu-na chạy trốn, người đuổi theo bắt được hai vua Ma-đi-an là Sê-bách và Sanh-mu-na và đánh cả đạo binh vỡ chạy. Đoạn Gê-đê-ôn, con trai Giô-ách, ở trận trở về qua dốc Hê-rê, bắt một đứa trai trẻ ở Su-cốt tra hỏi nó, rồi nó viết khai tên những quan trưởng và trưởng lão của Su-cốt, số được 77 người. Kế đó người đến cùng dân Su-cốt mà nói rằng: này Sê-bách và Sanh-mu-na mà các ngươi đã mắng ta rằng, chớ thì ông đã cầm cườm tay Sê-bách và Sanh-mu-na nơi tay mình chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho dân mệt nhọc của ông. Vậy người bắt các trưởng lão của thành, lấy chông gai nơi đồng vắng mà đánh phạt những người Su-cốt, cũng phá hủy tháp Phê-nu-ên và giết những người của thành ấy. Đoạn người nói cùng Sê-bách và Sanh-mu-na rằng: các người kia mà hai người đã giết tại Tha-bô là làm sao? Hai vua đáp: chúng nó cũng như ngươi,
mỗi người đều có hình vóc như một hoàng tử. Người tiếp, ấy là anh em ta, con của mẹ ta. Quả thật, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, nếu hai ngươi đã để anh em ta sống, thì nay ta không giết hai ngươi. Đoạn, Gideon nói cùng Giê-the, con đầu lòng mình mà rằng, hãy trỗi dậy giết họ đi. Nhưng người trẻ chẳng rút gươm ra vì sợ, người vẫn còn thiếu niên. Sê-bách và Sanmuna nói, chính ngươi hãy trỗi dậy đánh chúng ta đi, vì hễ người thế nào thì sức thể ấy. Gideon bèn trỗi dậy giết Sê-bách và Sanmuna. Đoạn lấy đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm ở nơi cổ lạc đà của hai vua. Bây giờ những người Israel nói cùng Gideon rằng, xin ông, con trai và cháu ông hãy quản trị chúng tôi, vì ông đã giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Madian. Nhưng Gideon đáp cùng chúng rằng, ta chẳng quản trị các ngươi, con trai ta cũng không quản trị các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi. Đoạn, Gideon nói cùng chúng rằng, ta chỉ xin các ngươi một điều này, là mỗi người trong các ngươi phải giao cho ta những vòng mình đã đoạt lấy. Vả, quân nghịch có những vòng vàng, vì chúng nó vốn là dân Ích-ma-ên. Chúng đáp, chúng tôi sẵn lòng giao cho ông. Họ trải một áo tơi ra, rồi hết thảy đều ném vào đó những vòng của mình đã đoạt lấy. Những vòng vàng mà Gideon đã xin cân được 1.700 siếc lơ vàng, không kể những đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm, hoa tai và áo sắc điều của vua Madian thường mặc, cùng những kiềng nơi cổ lạc đà. Gideon lấy vật đó làm một cái ephod để trong thành mình tại Ophra. Cả Israel đều cúng thờ cái ephod đó. Nó trở thành một cái bẫy cho Gideon và cả nhà người. Dân Madian bị phục trước mặt dân Israel, chẳng cất đầu lên được nữa. Nên trong đời Gideon xứ được hòa bình trọn 40 năm. Jerubaan con trai Joash trở về và ở trong nhà mình. Vả, Gideon sinh được 70 con trai vì người có nhiều vợ. Vợ lẽ người ở tại Sichem cũng sinh cho người một con trai đặt tên là Abimelech. Đoạn Gideon con trai Joash qua đời, tuổi tác đã cao, được chôn trong mã của Joash cha người tại Ophra, là thành dân Abiezerit. Sau khi Gideon qua đời, dân Israel trở lại hành dâm cùng các ba anh và chọn ba anh Berit làm thần. Như vậy, dân Israel không nhớ đến Jehovah Đức Chúa Trời mình, là đấng đã giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù nghịch ở chung quanh, và cũng không có lòng thảo chuốc nào với nhà Jerubaan là Gideon về các ơn mà người đã làm cho Israel. Sách Khải Huyền, chương 16. Bây giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng, hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau cho những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể này. Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các thánh tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình.
vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates. Sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm, đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Chương 17. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được thánh linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng. Thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự mâu nhiệm Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 cái đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả, 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn, cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy
tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Chương 18. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống. Người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dái mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó. Hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó: nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng: Khốn thay, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hạng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhơn, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi. Mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng: Khốn thay, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa, khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng: Có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng: Khốn thay, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Bây giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng: Babylon là thành lớn, cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đờn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặt lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy, chính trong thành này,
mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Thi Thiên 62. Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Các ngươi xông vào một người cho đến chừng nào, đặng chung nhau đánh đổ người như một cái vách nghiêng, khác nào một rào hầu ngã. Chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi cao vị người. Họ ưa chuộng điều dối giả, lấy miệng mình chúc phước, nhưng trong lòng thì rủa sả. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rung động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời. Hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là dối giả. Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe sự này hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Vả lại, hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.